chào toàn thể anh em nhé. Chúc sức khỏe anh em nhé. Hôm nay mình lên một chú chim, nói chung là cũng khá là đứng lồng rồi. Mình đang tính là muốn chuyển nhượng cho anh em. Thì anh em nào có nhu cầu hay là ưng chiến binh này thì inbox cho mình nhé. Cái đấy thì mình không trả lời qua tin nhắn đâu, xin phép anh em một chút như thế. Thì có gì anh em cứ gọi điện thoại. Cái số điện thoại thì mình để trên cái tiêu đề ấy, thì anh em có thể xem qua. Dáng đứng cúp cầu, cúp xe luôn nhá anh em nhá. Nhìn bóng bóng bộ rất là đẹp luôn. Cái thời tiết trên mình ấy thì hiện tại nó đang là rơi vào tầm độ 12 độ. Thì cái nói chung là cái lông lá cũng như là bóng bộ con chim thì cực kỳ ôm. Cực kỳ ôm nhá. Đó, anh em có thể nhìn thấy đầu đây. Đầu vai, vai xuôi nhá. Chân rất là già luôn này. Đó, đi nở to. Cái tình trạng con chim đang có lửa nha anh em nhá. Cái con chim này thì mình đang chăn cái cám cân của bên lão đại ấy. Cái loại đấy có 35.000 anh em ạ. Đó. Mình chỉ có cám chuối với cả chăn cám cân thôi anh em nhá. Mình bắt đầu treo ra cho nó sổ nha anh em nhá. Nảy âm rất là tốt luôn. Đấy, số giọng với anh em nhé. Trời lạnh đứng treo một mình ấy thì gió nói. Để mình bảo anh em Mạnh treo lên con nữa. Xem cái thái độ con chim như thế nào thì test cho anh em xem nhé. Đó, thấy chưa? Đã gớm rồi đây, có thái độ nha, xòe đây anh em ạ. Chim rất là trường chim luôn. Cái thời tiết trên mình ấy thì mình khẳng định với anh em luôn là cái thời tiết như này ấy thì con chim nó không căng được. Tìm chim ngoài trời anh em ạ. Trời lạnh này thì nói chung là con chim nó không nói chung là không được căng ấy anh em ạ. Nhưng mà nếu mà mình thấy con chim này thay đổi cái thời tiết, mà khi mà thời tiết nó ấm hơn ấy thì con chim nó sẽ chơi tốt hơn và cái thái độ nó tốt hơn. Đó. Đầu xuân năm mới cũng muốn lên cho anh em một chiến binh để xem có hợp duyên với anh em nào không. Đây là toàn bóng bộ con chim nha anh em nhé. Đó. Anh em có thể thẩm định cái số điện thoại ở trên tiêu đề. Thì hiện tại mình cũng không đi tuyển được nhiều chim ấy, nên là cái vấn đề về chim mà để cung cấp cho anh em ấy thực ra thì cũng chưa có. Thì nói chung là cố gắng thôi ấy, mọi người ạ. Tầm độ một tháng nữa đi, cái thời tiết nó ấm hơn ấy, thì mình sẽ tuyển chim cho anh em sau nhé. Với cả anh em chịu khó ví dụ như xem theo hướng dẫn, ví dụ như là theo dõi những cái bài ở trên YouTube, trên kênh của mình ấy, thì để nắm được cái con chim nào còn hay không. Chứ nhiều trường hợp mà cứ nhắn tin mình, bởi vì cái số lượng tin nhắn của mình nhận ấy, rất là nhiều luôn. Đó, thành ra là không kịp trả lời tin nhắn anh em, thành ra anh em dễ gây cái hiểu lầm lắm. Đó, mình quay lại một lần nữa cho anh em xem toàn bộ là con chim nhá. Thì anh em nào có nhu cầu thì alo đi cho nó nhanh mọi người ạ. Vì nhiều khi nhắn tin nó cũng không giải quyết được cái vấn đề gì đâu ạ. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Hẹn anh em ở những cái video tiếp theo nhá. Bye bye.